ơn. Và lần thứ hai xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, bà Nguyễn Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Dân thành phố. Trân trọng kính mời bà Dương Thị Hương, Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. Kính mời. Và kính mời ông Lê Văn Dũng, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, và ông Đặng Hữu Lộc, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Mỹ Tho. Xin được trân trọng kính mời quý đại biểu cùng đạp xe tết năng lượng khởi động lồng đèn khổng lồ. Ôi, cảm ơn ta đã đồng nghiệp chào đón quý đại biểu của các em. Qua bên gần các lễ hội quá trang diễu hành.